dẫn chưa? Được chưa? Nó sẽ như vậy nè các bạn thấy không? Quá hấp dẫn luôn. Quá hấp dẫn luôn cho một cuộc tình. Ngon ha bé Hà Hà. Kiếm ăn trắng ghiền luôn á. Trời ơi, trắng mấy mày ngon quá. Ăn rất là béo, rất là ngon. Đây là cơn ù thích ăn chay. Trái bí về mình nạo cái ruột vậy. Đó, mình đã chạm một trái bí nhỏ nhỏ vậy nè. Cô bé xin giới thiệu trái bí này là cô bé đã gọt cái mặt nạo sạch sẽ, làm cho nó vuông vuông đẹp vậy nè các bạn, thấy chưa? Giờ cô bé bỏ vô lò nướng, cô bé nướng khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng nha. Rồi, giờ cô bé ấm lại. Canh mình ngồi đi. Halloween. Halloween. Hello. Hello. Ha. Halloween. 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 Ừ, đúng rồi đó. À, trong ngày lễ. Ha. Halloween. Xin chào các bạn. Hôm nay hai cô cháu mình sẽ làm một cái món súp rất là bổ dưỡng dành cho người ăn chay, từ trái bí đỏ đến là súp và bí đỏ. Món này rất là phổ biến ở phương Tây. Cuối tháng 10 là ngày lễ Halloween, người ta hay dùng trái bí để trang trí. Thì hai cô cháu mình sẵn làm súp bí để làm cùng chủ đề với Halloween luôn nha. Món này rất là dễ làm nha các bạn, đơn giản lắm. Nếu mà các bạn mà không có lò nướng thì có thể làm cái súp bí mình đổ ra tô mình trang trí lên cũng được. Nhưng mà tại vì cô bé có lò nướng, cô bé thích làm cái trái bí, bỏ vô trái bí á, đặng ăn luôn trái bí cho nó ngon. Các bạn nào mà có mấy đứa nít đồ người già cũng khoái nữa, nó dễ hấp như là súp vậy đó. Nó vừa béo, vừa ngọt, vừa ngon luôn, thơm lắm nha các bạn. Sau đây cô bé xin giới thiệu nguyên liệu cho các bạn biết, rất là đơn giản. Nếu các bạn nào có thích món này, bắt tay ngay làm với hai cô cháu cô bé. Đây là cô bé có một cái củ cải đỏ, rồi một miếng bí khoảng 400g, cô bé gọt sạch sẽ hết. Rồi đây là cô bé có nửa cái củ hành tây, củ hành trắng á, lột sạch sẽ rửa, với có ba tép tỏi đó. Rồi nếu mà các bạn nào mà không sử dụng tỏi được thì có thể là bỏ qua, tại vì cô bé ăn tỏi được cái món này á, là phải cần phải tỏi đặng cho nó tạo ra cái nước súp bí mình nó có mùi thơm nha các bạn, chứ cũng dễ ăn lắm, không có gì khó hết. Rồi gí này là các bạn nấu súp xong rồi bảy ra để trang trí, để sắc lên bỏ cho nó thơm cái mùi ngò nha. Nó chỉ có một muỗng canh đường, một muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê muối, đơn giản vậy thôi. Không có phẩm cái này là không có dùng bột ngọt nha các bạn, dùng bột ngọt nó sẽ tạo ra cái mùi tanh tanh khó ăn lắm. Sữa không đường đó. Kem này là kem béo, nếu mà các bạn nào mà làm món này thì có thể là vô siêu thị mua những cái kem béo này, là trong siêu thị nó bán đầy hết nha các bạn. Còn nếu mà không có điều kiện mua kem được á thì có sữa, nhà có gì làm đó, không cần kem cũng được. Bé sẽ có một tô nước dừa tươi, là một trái dừa bự á mình mua, hay như người ta nấu mặn á là người ta nấu bằng nước xương, mình nấu chay thành ra mình nấu bằng nước dừa tươi nha các bạn. Có nước dừa tươi vô lận mình hầm ba cái này nó rất là ngon luôn. Giờ mình bắt tay nha, vô làm sắc. Đó, giờ cô bé sắc hành, củ hành trắng gì nè, dừa dừa vậy nè. Giờ cô bé sắc nhỏ 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 vậy nè, mình nấu cho nó mau chín. Mình hầm cho nó mau chín nha. Nhà hôm nay bị cúp nước rồi. Chén đấy. Rót khoảng mỏng nó nấu cho nó ngon nè. Sắc vào từ mai rồi. Bỏ cái hành trắng này vô, cô bé xào trước cho nó thơm nha. Đó, cô bé bỏ hết cái gia vị bí rồi vô, cô bé xào một tơ nè. Bỏ
gia vị vô. Rồi giờ cô bé xào thắm rồi, giờ bé chén nước dừa vô hầm. Rồi cô bé nấu khoảng 20 phút nè các bạn, nấu chừng nào mà mình nhìn thấy bí nè nó mềm nè, củ cải đỏ nó mềm nè, tỏi nó trong nó chín luôn rồi nè, là mình tắt lửa nha, củ hành rồi cũng trong hết rồi nè. À, bí này cô bé nấu để nguội rồi nè, giờ cô bé cắt sữa đổ vô, tại vì sữa này là mình không có đổ trước nha, rồi đổ sau, tại vì đổ trước thì nó mất cái mùi chơi, dinh dưỡng. Tại vì cô bé đổ sữa lên, cô bé trộn đều, cô bé xay hết nha, cái kem vô nó đặt. Bé múc ra cái chén, bỏ vô cái máy, bé xay. Đó. Nè, lấy đi nè. Để nắp lại. Quá đã luôn. Bí của mình là dinh dưỡng nhiều hơn người ta đó. Quá dinh dưỡng luôn. Đó. Trái bí mình nướng xong rồi nè, cái này mình để trang trí, mình đựng súp bí nha. Nếu mà nhà không có lò nướng thì mình có thể trang trí ra tô là được rồi. Cái này đẹp không? Trang trí vậy đẹp không? Đẹp. Dạ xong hết rồi, bí của bé cũng nướng, bánh mì của bé cũng cắt xong hết. Rồi bí này của bé cũng hầm xong hết, xay nhuyễn luôn rồi. Giờ cô bé bỏ vô trái bí chuẩn hơi, bây giờ mình chuẩn bị trang trí. Bỏ vô đây. Đẹp không? Dẫn chưa? Thêm xíu nữa đấy. Quá đã luôn. Wow. Dạ này là kem béo nè, cô bé sẽ gãi lên nha. Quá đã. Rồi. Cô bé sẽ gãi một miếng ngon, miếng giữa. Súp bí này là mình ăn với bánh mì. Nếu các bạn nào không thích ăn bánh mì có thể ăn không. Giờ cô bé chấm thử cho các bạn thấy nha. Đó, nó sẽ như vậy nè các bạn thấy không? Quá hấp dẫn luôn. Quá hấp dẫn luôn cho một cuộc tình. Quá hấp dẫn cho một cuộc tình. Chấm nó ngon không bé? Nó thơm mà nó béo, nó ngon cực kỳ luôn các bạn ơi. Ngon quá. Mời các bạn dùng với hai cô cháu của bé súp bí đỏ chấm bánh mì. Mời hai cô cháu mình ăn Halloween theo tuổi trẻ nha. Cho bà cái bé ăn chén nhỏ này. Ngon ha. Ngon. Cái món súp bí này của bé nhà mình làm rất là thơm, béo, mặn mặn, ngọt ngọt, rất là vừa ăn luôn. Nó không có kiểu ngọt như chè mà nó mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon. Béo nữa. Cái này có kem vô còn ngon hơn nãy rồi đó. Nãy mình có kem á. Cái món này chấm bánh mì vô rất là ngon nha. Ngon quá bé ơi. Chấm mì ngon quá. Bà đã ra cho bé nhịn đói luôn. Điệu quá. Thôi vậy là cái súp bí này á, cô bé cũng có từng ăn trong nhà hàng rồi, nhưng mà nó làm lỏng hơn cô bé mà nó ngọt dữ lắm. Còn ở đây là mình nhà mình làm á, nếu các bạn mà có làm y như cô bé như vậy đó thì gia vị cũng y vậy đó, thì mình làm cái được một nồi súp bí đỏ gì mà ăn rất là ngon luôn. Thì vô chị Đạm, cô bé chấm với bánh mì ăn rất là ngon luôn, ăn rất là béo, rất là ngon luôn nha các bạn. Các bạn cái này là kiểu gì? Súp bí đỏ. Súp bí đỏ ăn bổ lắm, luôn chai bổ lắm á, sức khỏe gì lắm á, nhiều cay đi trời ơi. Từ từ để coi ăn được không. Bữa nào bữa nay có một thành viên cô Đạo lên trên coi nha. Cô Đạo chấm luôn nha, có một thành viên chị bạn ăn được không cô Đạo? Cây sữa đồng đồng. Đồng. Em ăn tô này chị bạn. Cái bí nướng lại đó nè, cái bí này sáng nay cũng được luôn á, đẹp không?
nhân gì nè. Chứ không nổi. Ôi tháng 10 này làm như là cái lễ đó đúng rồi không? Dạ đúng rồi, nó làm này nhà món tây ăn cái bột. Tây nó làm. Mình người Việt cũng làm luôn. Ngon quá mấy bạn ơi, ăn vô mấy bạn. Ô bộ béo quá chị không ăn nổi. Ăn rồi một chén rồi. Rồi ăn trước đó. Ăn trước luôn, uống trước với chị ăn luôn. Đại ca mà. Đại ca mà. Ông Tâm cũng quốc hết nữa nhưng miếng rồi đi về rồi nha bạn á. Ăn không mạnh gì sao, ăn mạnh mạnh đi. Đó, đừng hút nhiều quá thôi. Ăn mạnh mạnh đi. Chị ăn cái bổ lắm, chị ăn chay chị thiếu chất á. Đúng rồi. Em còn nửa nồi nữa kìa. Phải nấu là nóng là còn nhiều. Quá trời trong nồi, nó cứ úp miếng đi. Để sữa quậy lên. Người chia ra người mấy mũ nè. Ăn đi bạn. Ăn đi cô Đào, ăn đi quán nhiều lắm. Nhiều lắm rồi. Còn không ăn cái bí để cái bí chiều cho tối chân kiếm nè. Hôm nay hai cô cháu mình làm cái món súp bí đỏ rất là thành công luôn. Hết lâu luôn các bạn. Nè, ghét hết luôn. Hết luôn. Không, còn còn cái bí đấy đẹp quá, không dám ăn còn để lại. Không nỡ ăn. Các bạn có thể về làm thử theo công thức của mình với cô bé nha. Nếu mà hôm nay các bạn có đi ăn Halloween hay là chơi lễ Halloween tổ chức cho mấy đứa nít thì các bạn có thể nấu món này cho tụi nó ăn nha. Mình trang trí giống như mình cũng được, hoặc là trang trí theo cái sự sáng tạo của các bạn cũng rất là hay ho đó nha. Coi như là các bạn nào mà không có lò nướng thì có thể là không cần nướng cái bí này, chỉ làm theo công thức y như cô bé rồi nấu lên rồi xay rồi đổ ra tô trang trí là ăn cũng được nữa, chứ không cần phải có cái bí nướng là tại vì cô bé chỉ ù lên ù á là muốn cho nó đẹp trang trí rồi chụp hình lên đăng lên cho nó đẹp thôi. Chứ bạn không có lò nướng thì vẫn làm được nha. Để có nhiều người bạn đã có lò nướng á, người ta ngại người ta không làm. Cái này không cần phải lò nướng mua chế bí gì hết, các bạn chỉ mua bí nấu hành súp gì được rồi, không cần phải như chế bí như cô bé. Thì cô video cuối video cô bé cũng xin nói cho các bạn biết là cô bé có bán hủ tiếu chay mỗi ngày đổi món tại số nhà 168 đường Nguyễn Chí Nghĩa phường 12 quận 8 vào buổi sáng. Thì những ngày mà cô bé bán cơm tấm á là một tháng là 6 ngày, những ngày hạn như mùng 8 nè, 18, 28, 24, 12, 14. Thì có nhiều người ở xa lại á, cái không có đúng ngày cơm tấm lại ăn rồi không có cơm tấm thì tội nghiệp lắm. Nhiều người ở Tây Ninh ở Củ Chi rồi xuống nhưng muốn ghé cái ngày ăn cơm tấm của cô bé đó thì ghé nhầm không có ngày đúng cơm tấm. Người ta nói sao à, lúc mà lên mạng á sao không chịu nói những ngày đó. Thì giờ cô bé cũng xin nói kỹ cho các bạn biết là những ngày đó là cô bé bán cơm tấm đó. Nếu các bạn nào có đi ngang chợ Nguyễn Chí Nghĩa có thể ghé ủng hộ cô bé nha. Cơm tấm chay của cô bé rất là đắt khách. Bé bán cố định một số ngày hàng tháng. Bé nói mấy ngày đó rồi chưa? Bé nói rồi. Thì các bạn có thể, mình có note ở trên màn hình á, thì các bạn có thể coi trên màn hình là các ngày cô bé nấu bán cơm tấm nha. Có thể tới ăn nha, cô bé bán buổi sáng từ 6 giờ tới 9 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video này của hai cô cháu mình. Hãy like và đăng ký kênh cho hai cô cháu mình nha. Video tới của bé sẽ ra những món mới nữa nha. Bye bye, chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ hạnh phúc với gia đình. Bye bye, chào tạm biệt.